vị ông chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang vừa qua đời vào sáng ngày 21 tháng 9 do mắc phải virus hiếm và độc hại. Thông tin trên được ông Nguyễn Quốc Triệu, trưởng ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trung ương hé lộ với báo giới trong nước. Mạng báo VN Express dẫn lời ông Triệu cho hay, chủ tịch nước Trần Đại Quang được phát hiện bị bệnh từ tháng 7 năm 2017 và đi Nhật chữa trị 6 lần trước khi qua đời trùng với những khoảng thời gian vắng mặt của ông trên chính trường. Cũng theo ông Nguyễn Quốc Triệu thì bệnh của ông Trần Đại Quang không có thuốc chữa trị khỏi hoàn toàn, mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian. Thời gian gần đây bệnh của ông Quang nặng hơn. Đến chiều ngày 20 tháng 9, ông phải nhập viện Trung ương quân đội 108. Các bác sĩ Việt Nam cùng chuyên gia người Nhật đã cùng hội chuẩn để đưa ra phát đồ điều trị. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông bán hôn mê, hai tiếng sau chủ tịch nước hôn mê hoàn toàn đến lúc qua đời vào 10 giờ lẻ sáng nay. Báo trong nước trưa ngày 21 tháng 9 đồng loạt loan tin cho hay ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước Việt Nam vừa qua đời vào lúc 10 giờ 5 phút tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau một thời gian mắc bệnh hiểm nghèo. Theo truyền thông trong nước, thì ông Trần Đại Quang sinh năm 1956, quê quán ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, về năm sinh của người vừa qua đời từng bị nghi vấn có sửa chữa để ông có thể được tiếp tục. Ông nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam vào tháng 4 năm 2016 sau một thời gian dài công tác trong ngành công an. Hôm 5 tháng 5 năm 2018, ông Trần Đại Quang xin vắng mặt ở buổi tiếp xúc cử tri các quần ở thành phố Hồ Chí Minh sau hơn một tháng vắng mặt ở chính trường Việt Nam. Hồi năm 2017, ông cũng mất tích một tháng giữa tinh đồn đi Nhật chữa bệnh khi xuất hiện trở lại người ta thấy ông gầy gò và hốc hác hơn trước. Chính quyền Việt Nam thường không công khai về sức khỏe của các lãnh đạo đảng Cộng sản và nhà nước đương chức và nghỉ hưu. Người dân chỉ được biết chính xác khi những người này qua đời. Sau khi tin tức ông chủ tịch nước Việt Nam qua đời được loan đi, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Daniel Christian Brink gửi thư chia buồn đến chính phủ Việt Nam về việc ông Trần Đại Quang từ Trần. Thư chia buồn của ông Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Christian Brink nêu rõ, Ông Trần Đại Quang là một người bạn của mối quan hệ Mỹ Việt, nhắc lại việc ông Trần Đại Quang đón tiếp Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 năm 2017 ngay sau hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế các quốc gia châu Á Thái Bình Dương tại Đà Nẵng. Tin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 21 tháng 9 cũng gửi điện cho phía Việt Nam chia buồn về cái chết của ông Trần Đại Quang. Đại diện khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại Mỹ, ông Phil Robertson, ra tuyên bố nêu rõ di sản của ông Trần Đại Quang là tình trạng đàn áp nhiều năm trời đối với nhân quyền tại Việt Nam. Số tù chính trị dưới thời ông Quang trong thời gian gần đây là nhiều hơn cả. Theo tuyên bố của Phó Giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch, thì ông Trần Đại Quang hơn ai hết là người phải chịu trách nhiệm trong biện pháp cho Bộ Công an can thiệp vào mọi lĩnh vực cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam, gia tăng sự hiện diện của công an, từ đó dẫn đến mọi vi phạm nhân quyền, tham nhũng, tống tiền. Ông Phil Robertson nhấn mạnh rằng, dưới sự lãnh đạo của ông Trần Đại Quang, Bộ Công an đã gia tăng quyền lực chưa từng thấy trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết luận của Human Rights Watch là với tất cả những thế lực như thế Ông Trần Đại Quang khó có thể là con người của nhân dân và sự ra đi của ông chắc không thể được người dân Việt Nam bình thường tự nhớ